con này bản trước là vẫn skin một cao tần được con Barathun. Kiểu trong lúc skin một mà chói mà nó trách tiếp ấy là nó vẫn bị chói, coi như nó mất một lần skin luôn. Chọn. Nếu như là rớt thì mua Magic, còn nếu như là pack thì con này nó spam ít hơn thì mua khiên. Gì đây nhỉ? Vai cả lồn Là được, em ơi thằng ba thùng lắc banh cạc em ạ. Có nghĩa ở những cái đoạn cự ly mà kiểu chạy sát nút để mà mất 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 hình mất dạng ấy là kiểu lồn thì nó cũng đều trách kịp không. Căn bản anh đã từng đánh trong tình trạng lag anh biết mà. Anh chơi ở máy thằng bạn anh đâu rồi, anh tập đánh cái máy cùi anh vẫn chơi. Chỉ có một con có thể duy nhất có thể chơi đó còn Enzano. Cứ lên clip thật nhanh để cho kiểu nhà cái cấu hình nó đỡ phải chịu màn hình ảnh di động ấy. Em nhớ nhá, ở bản này mình nhớ một điều nhá, nếu như mà mình lên giày mana rồi về sau mình lên giày Makan, lên cái Makan ấy thì em có thể ghép lên được cái giày mới này nè, Guardian Griffer này này. Ừ. Úi dồi ôi, được level, thích thế. Nice boom. Hay là mỗi bên hai người chơi bích. Lại một tuần. Ồ, con ba đai lên skin này. Đỡ được coi là nghe mình một tí. Anh chưa xa ghe gà em đúng không? Vâng. Để tìm anh xem. Mệt ghê. Này thì giết bố mấy này. Xem con hàng này, ở đây Anh đã xem. Được. Đấy, đánh chỗ đấy cũng được. Gà sắp đến nha. Đúng rồi. Vừa chạy vừa cắn đi. Đúng rồi, cắn đi phát nữa. Ôi Đừng coi thường chết nó, đừng coi thường nó. Barathun đấy. đạp to đấy, mình bị ăn màu màu bè rồi. Hai sắp Anh ba ơi, bao thu đâu? không ba đạp cách hết tác rồi, hai cách bọn này
nhiều cái rồi. Về thu nha. Ok. Giuliano tập chơi này. Và ra xe dạy nha. Ok. Hay quá em ơi. Anh thăm đi, anh về nhà chút. Nhiên gặp mấy cái thằng không tranh mít này thoải mái nhỉ. Em vừa ấn nhầm tay lê à? Cảm ơn. Anh thấy cái gì bay tới mít anh tưởng có phu. Mừng quá, vừa mừng.
Em vừa mới bấm nhầm cái gì à? Giấy mana à? Không phải, mua cái nó cứ đó nhìn như bạn không mất tiền anh ạ. Chắc sau này đó sửa là bán lại kiểu thủ đô. Mua trong vòng bao nhiêu giây là không mất tiền anh ạ. Chế độ mưa đen quá. Reading. Chơi đủ. Đang phân vân rồi. Đâu con gà đi chuyển đồ. Đang phân vân không biết sử dụng sẽ không biết đây sử dụng skin gì. Không tí một lát nữa không không phải sử dụng nữa rồi. Trời đủ. Nhìn bác đi phải đéo có gì cả được bác này. Đã định rủ nó vào bom. Anh lên. Đây rồi, À, anh không biết. đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Tứ tưởng ít khi đó. Nó cứ nhìn tên mình không có lết thì đương nhiên mình phải lên lết rồi.
Bởi con S này theo đường từ xưa đến nay kiểu đứng sau hỗ trợ các kiểu là chuẩn nhất. Chơi đủ. Trời mưa à? Cái mắt mình cắm vẫn còn một chút sai. Tao vào tao giết mày Ê ơi, đây là đằng sau lưng anh này. ơi đây Đừng đằng đi sau à? đâu. Thôi em chết rồi. À, em chết. Đằng sau lưng. Anh cứ tưởng nó sát sau lưng, sát xì xì anh đấy. Thật ra là rất xa. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Stop. À, rồi em đi. Sời Sời Anh bay như một nhẫn giả. Địt con. Chơi đủ. Đéo thấy như tên thằng Phắc. Mình còn đang nghĩ kiểu quay lại giết người kiểu gì đấy. Đấy em thấy cái độ SSSS xong rồi nhả tách ra nó khớp nhỉ. Cảm giác như mình đang cầm hai cái item găng tay ở trong người. Ủa? Chơi đủ này. Sơi, ôi chết, anh để cái bóng ở nhà mà. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Đây rồi. Anh đã đặt bóng ở nhà đây. Em muốn lấy thêm một level rồi, để em biết rồi. Chắc là không cần đâu. Phải, 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 phải. Bên phải, bên phải, bên phải, bên phải, bên phải. Chỗ cứ tiếp dần. Đấy. Thấy á. Tại anh nhìn nó mà. Thôi. Trời đủ để nó sợ tôi trước này. Chết. Chết. Chết Chết lại. đủ. Ở nhà hết bóng ạ. Ở nhà hết bóng ạ. Ê, là sao nhặt bóng mẹ phải nhặt bóng để bóng phải đếm đếm giây mới được. Nó nói gì vậy?
Đấy, giống như Dota 2 ấy, nhìn thấy cái bóng ở đây. Best player. Mình có khỏe mình nhỉ? Sao mà có đế mà yếu nhỉ? Ui, Sonora mẹ Vanguard các kiểu ra. Thôi xong. Vậy là anh ấy đã ra đi. Có đi mẹ hai cái xe à? Trời đất ơi. Rồi về luôn. Đéo chơi với anh ấy. Rồi một phút là bạn Là ra. chicken chạy mẹ thì mất. Có cái mẹ không? Ai? Cũng bẫy nó mất mẹ cả ngày chơi cái ứng dụng của quốc phòng mình nhanh vậy anh nhỉ? Đẹp thế nhỉ? Các bạn cũng chịu surrender endgame rồi đấy. Bay như một nhẫn giả. Ôi trời. Chết nhanh thế. Yeah. 그대를 아프고 지치게 하는 것들 그날